Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tuyền Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như thông tin vừa qua chúng ta đã biết thì ở lần đàm phán gần nhất giữa đôi bên thì phía Quang Hải đã có vẻ như là không thỏa mãn với những đề xuất về vấn đề về mặt tài chính của câu lạc bộ Hà Nội và con số như đồn đoán lên tới khoảng 5 tỷ đồng trên một mùa. Thế nhưng bị đánh giá là cũng chưa tương xứng với giá trị thực của tiền vệ đội tuyển Việt Nam, bởi thậm chí con số đấy đáng lẽ phải lớn hơn rất nhiều. Và hợp đồng giữa Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội như được biết thì sẽ là hợp đồng vào tháng 4 tới đây, và thời gian để đôi bên đàm phán làm việc cùng với nhau là còn rất ít thôi. Chính vì vậy mà không loại trừ khả năng đó là Quang Hải sẽ chia tay đội bóng của Bầu Hiển. Thế nhưng mới đây thì người đại diện của Quang Hải, đó là ông Nguyễn Đắc Văn, có chia sẻ rằng tất cả những thông tin trên truyền thông rồi mạng xã hội trong các ngày qua đều không chính xác và cũng không có cơ sở gì cả. Từ việc lật kèo rồi tham tiền đến các con số được đưa ra, hay đi hay ở, hay gia hạn hay không, cho đến thông tin các câu lạc bộ quan tâm thì đều là những thông tin đồn đoán mà thôi. Và thực tế với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là Quang Hải cũng không hẳn là cậu ấy tham tiền đâu, bởi thực tế là với cái giá trị mà Quang Hải nhận được tới từ câu lạc bộ Hà Nội thì con số nó cũng chẳng phải nhỏ chút nào, thuộc top đầu tại V-League hiện nay, chứ không muốn nói là lớn nhất. Và thứ hai nữa, như bản tin trước chúng tôi có đưa thì Quang Hải cũng đã có 6 năm để cống hiến cho câu lạc bộ Hà Nội rồi, đó cũng là con số không hề nhỏ một chút nào cả. Và với những gì mà ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải, có chia sẻ thì theo chúng tôi, nếu là một người đại diện và một người rất thân tình của Quang Hải thì ông ấy hoàn toàn có thể hỏi rằng Quang Hải thông tin cụ thể là như thế nào. Thế nhưng với chính ông Nguyễn Đắc Văn thì ông ấy cũng chưa đưa ra được những câu trả lời chính xác tới từ Quang Hải, hoặc là chúng ta cũng chưa thấy được những cái thông tin vừa qua liên quan đến Quang Hải. Vì vậy mà cái đồn đoán vừa qua cũng không phải không có cơ sở. Và mới đây nữa thì chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội đã có một phát biểu thực sự là khá sốc khi nói rằng là sẽ sẵn sàng chia tay những người mà không còn động lực cống hiến. Và điều này tôi nghĩ rằng là rất nhiều các cổ động viên sẽ nghĩ ngay đến trường hợp của Quang Hải. Hiện nay thì câu lạc bộ Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2022. Đội bóng này đang có khá nhiều trường hợp bị mắc Covid-19, cho nên đã phải hoãn không thể đấu ở 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2022. Và trước khi mà V-League 2022 khởi tranh thì huấn luyện viên Park Chung Kyung, như được biết, đã bất ngờ chia tay đội chủ sân hàng đẫy. Do đó là ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội đã phải bổ nhiệm huấn luyện viên Chung Yi Hu để có thể thay thế cho vị huấn luyện này. Mà nói về việc thay tướng trước thềm mùa giải mới của câu lạc bộ Hà Nội FC thì ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch của đội bóng này, có cho biết rằng năm nay là một mùa giải khó khăn và mọi người đều biết là đội bóng có sự thay đổi đến trên bàn ghế huấn luyện của huấn luyện trưởng, và sự thay đổi này là không ai mong muốn cả. Tôi chỉ mong muốn những gì tốt nhất cho đội bóng, mà khi là những con người không có động lực, không muốn cống hiến cho đội bóng nữa thì tôi cũng sẽ không tiếc nuối để mà nói lời chia tay. Và ông Đỗ Quang Vinh cho rằng là sự thay đổi này biết đâu sẽ mang đến những điều tốt dành cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Khi mà vị chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội có dẫn chứng về huấn luyện Chu Đình Nghiêm, trước kia khi mà huấn luyện Chu Đình Nghiêm đã có cơ hội thể hiện và đã thành công ngoài kỳ vọng và trở thành huấn luyện viên giàu thành tích nhất ở Việt Nam. Do đó là tại sao chúng ta không kỳ vọng vào huấn luyện viên Chung Yi Hu? Biết đâu đó thì ông ấy sẽ đến và sẽ tất cả chúng ta sẽ được hưởng lợi cùng nhau, tạo ra một mùa giải thăng hoa nhất thì sao? Và chính cái thông tin này chúng ta thấy rằng nó có một chút gì đó liên quan đến Quang Hải, đúng không ạ? Quả thực thì với một đội bóng thì một cầu thủ, kể cả là một siêu sao, thì cũng không thể thay thế cho cả đội bóng được. Vì vậy mà Quang Hải thì tôi nghĩ rằng là cậu ấy cũng có lẽ rằng cũng xứng đáng và cũng nên nhận được những mức phí cao hơn. Thế nhưng để mà thi đấu tại một môi trường mới thì hiện nay thì liệu rằng có thành công khi mà thi đấu ở môi trường nước ngoài hay không? Đương nhiên nếu mà thi đấu tại V-League thì tôi khẳng định rằng là Quang Hải sẽ thành công thôi. Đến bất cứ một câu lạc bộ nào họ sẵn sàng trải thảm đỏ, và đó sẽ là một câu lạc bộ có một tiềm lực. Vì vậy mà Quang Hải sẽ thành công. Còn với việc là thi đấu tại nước ngoài thì liệu rằng Quang Hải có dám đánh đổi cái cơ hội của mình và thử thách bản thân của mình hay không thì đó là câu chuyện khác. Thông tin này chúng tôi nhận được thì dường như là câu lạc bộ Nam Định đang chuẩn bị có một nhà tài trợ cực khủng, và số tiền tôi nhớ không nhầm là lên tới khoảng 200 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ một chút nào với một đội bóng tại V-League cả. Cùng với đó thì Bình Định hiện nay thì cũng đang đầu tư cực mạnh, liên tiếp đưa về những bản hợp đồng bom tấn, và mới đây nhất đó chính là Đình Trọng, cũng chính của câu lạc bộ Hà Nội FC. Vì vậy mà không quá bất ngờ nếu mà Quang Hải lại gia nhập câu lạc bộ Bình Định trong thời gian tới, thì đó thực sự là một bom tấn, một quả bom nguyên tử của V-League 2022 này. Hiện nay thì trang transfermarkt đang định giá Quang Hải có mức là 400.000 euro, rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội FC đã bứt lên so với những Tiến Linh, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là những định giá tương đối và nó dựa vào chủ yếu những tiêu chí xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia thôi. mà giá trị của Quang Hải tăng vọt nên trong thời gian tới chỉ nhích lên có một chút chứ không phải là một cú nhảy vọt. Vì thành tích của đội tuyển chúng ta tại vòng loại World Cup 2022 cũng không phải là quá tốt. Và trang tin chuyển nhượng quốc tế uy tín định giá Quang Hải là 10 tỷ đồng. Vậy thì có rất nhiều câu hỏi là tại sao Quang Hải lại có một giá trên trời so với những gì mà cậu ấy có được với trang định giá này. Tại Việt Nam thì đương nhiên giá trị cầu thủ lên xuống không theo bất cứ một cái quy luật nào cả, mà nó dựa trên phong độ của cầu thủ này. Hoặc nhìn từ hệ quy chiếu tới những vụ chuyển nhượng khác, từng có ý kiến cho rằng là Bầu Hiển sẽ móc hầu bào cả triệu đô hoặc thấp cũng phải vài chục tỷ để giữ chân Quang Hải. Thế nên rốt cuộc thì cái giá được đồn đoán cũng chỉ là ở mức 15 tỷ đồng thôi. Thế nhưng mức lương lại bằng một số ngoại binh xịn sò bậc nhất tại V-League hiện nay. Đội bóng thủ đô có lý do không vội vã vì họ biết rằng ra đi thì cũng không hẳn là một lựa chọn quá thông minh của Quang Hải trong thời điểm này. Hà Nội FC thì cũng đáp ứng được những yêu cầu rồi là những điều kiện tốt nhất về mặt môi trường, tài chính, nhân sự cũng như tham vọng dành cho Quang Hải trở thành một ngôi sao sáng nhất tại V-League. Quang Hải cũng có thể lựa chọn phương án ra đi, thế nhưng chắc chắn là điểm đến cũng không phải là một cái tên nào đó tại V-League cả. Thành ra là Quang Hải sẽ có rất nhiều những lựa chọn trong phương án 2, đó là thi đấu tại nước ngoài. Vậy thì hiện nay câu hỏi rằng là Quang Hải sẽ lên đi đâu để phát triển được cái sự nghiệp của mình. Khá nhiều ý kiến cho rằng là Quang Hải nên nối gót tiền vệ người Thái Lan, đó là Chanathip Songkrasin, để chuyển đến Nhật Bản để chơi bóng. Giải V-League được cho là bước đệm lý tưởng cho các cầu thủ tại Đông Nam Á trước khi mà chúng ta có những giấc mộng thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên thì để các đội bóng Nhật Bản đưa ra một cái giá lót tay và một mức lương khủng như vậy thì cũng không phải là dễ dàng. Và chẳng đời nào họ lại ném ra cả 1 triệu đô la chỉ dành cho một cầu thủ mới chỉ được thẩm định ở cấp độ đội tuyển quốc gia thôi. Và muốn xuất ngoại cho bóng thành công thì Quang Hải sẽ phải bắt đầu những con đường giống như Messi Thái, đó là phải tự lực cánh sinh chứ không có chuyện làm vua một cõi như tại câu lạc bộ Hà Nội FC. Và đến đây chúng ta lại nhắc đến câu chuyện xưa cũ về số phận của những cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng. Công Phượng, Xuân Trường rồi Tuấn Anh là những sản phẩm ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng dường như là họ cũng chưa có được sự thành công và cũng không có được chỗ đứng khi mà thi đấu ở nước ngoài. Đoàn Văn Hậu, niềm hy vọng lớn nhất thì cũng phải trở về Việt Nam khi mà không tìm được chỗ đứng tại Hervin. Và nếu lựa chọn con đường xuất ngoại thì việc cần làm đầu tiên của Quang Hải chắc chắn là phải phân tích được cơ hội của ra sân của mình khi mà thi đấu sẽ là như thế nào. Thực tế cơ hội đá chính hay dự bị không được quyết định bằng những cam kết cả trên giấy trắng mực tre đen bằng miệng, khi mà trước đây chúng ta đã thấy rằng những cầu thủ như Xuân Trường và thậm chí là cả Công Phượng nữa, rất nhiều các bản hợp đồng ra nước ngoài cũng không theo quy định ở trên giấy tờ. Và châu Âu hay là các giải đấu hàng đầu tại châu Á thì cơ hội ra sân chỉ dành cho những cầu thủ giỏi nhất và xứng đáng nhất mà thôi. Tất nhiên là khi bắt buộc các huấn luyện viên phải cho cầu thủ này vào sân thì anh ta phải có những giá trị rất lớn về mặt hình ảnh, về mặt thương hiệu. Còn như với V-League thì thực tế là vẫn có những trường hợp là cứ có người quen, cứ có cơ là cũng sẽ có được suất đá chính thôi. Và người ta vẫn thường nói rằng là thằng chuột làm vua sứ mù. Đại ý là dù có giỏi nhất trong một tập thể thì cũng đừng có tự mãn. Thay vào đó là hãy đi ra ngoài thế giới đi, hãy đối diện với những thử thách và biết mình đang ở đâu. Quang Hải hiện nay thì đã chạm tới đỉnh cao của V-League rồi. Và đây là thời điểm mà cậu ấy không nên quay quẩn ở đấu trường quốc nội nữa. Và Quang Hải có lẽ rằng hãy xuất ngoại. Nhưng rõ ràng là để xuất ngoại thành công thì Quang Hải cũng phải chuẩn bị cho mình một hành trang rất kỹ càng và thậm chí cả về mặt tâm lý nữa. Nếu thực sự cậu ấy muốn xuất ngoại thì phải chuẩn bị rất nhiều, từ văn hóa ăn uống, giao tiếp và đương nhiên về mặt chuyên môn là vấn đề không thể thiếu cho những chuyến xuất ngoại dành cho Quang Hải. Và câu chuyện này có lẽ rằng chúng ta sẽ tiếp tục bàn với nhau trong thời gian tới, bởi đó là một chuyện cực nóng liên quan đến cầu thủ đẳng cấp nhất của đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam thời kỳ đương đại và thậm chí là của cả lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta nữa. Và xin chúc cho Quang Hải dù như thế nào thì chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ luôn thành công với sự nghiệp quần đùi áo số của mình để làm rạng danh bóng đá Việt Nam, giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta được biết đến nhiều hơn trong thời gian tới. Và tới đây thì bản tin của Tuyền Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyền Bóng Đá.